vừa xảy ra vụ cướp ở ngân hàng, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang tới hiện trường. Một đối tượng dùng vật giống súng xông vào ngân hàng Vietcombank Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cướp đi một số tiền lớn. Chiều mùng 8 tháng 9, đại diện Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an huyện Long Thành xác nhận đang truy bắt đối tượng xông vào ngân hàng Vietcombank cướp đi một số tiền lớn. Một cán bộ công cho hay đối tượng mặc quần áo đen là nam giới, che kín mặt, cướp khoảng 500 triệu đồng. Đại diện Công an thành phố Biên Hòa và Công an huyện Long Thành xác nhận thông tin trên. Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng. Theo thông tin mới nhất, đối tượng chạy về hướng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên quốc lộ 51. Đến 17 giờ, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc. Rất nhiều công an đang khám nghiệm hiện trường và làm việc với ngân hàng. Phía ngân hàng chưa đưa ra bình luận gì. Một số hình ảnh tại hiện trường. Lấy tiền này. Chạy. Cướp, bắt cướp đây. Cướp đây. Súng à? Nó có súng. Đã xử được sao chú nhỉ? Tôi thấy có thằng một khách hàng bịt mặt hết. Đi vô, xong lại đi ra. Nó đã đi vô hai lần, nó mở cửa vô, rồi nó ra. Cuối cùng lần thứ ba là nó vô đây, đi ngang coi nó chậm chậm này. Xong mình đi theo luôn, đi theo nó tới đây, rồi mình quay lại. Quay lại bên ngân hàng làm gì luôn. Làm việc công banh đúng không? Việc công banh, bắn súng luôn. Chú nghe tiếng nổ súng không? Có, không nghe thấy nhưng mà có người ta nói là có súng. Cướp 600 ngàn, 700 cho triệu gì đấy. Lúc đó nó chạy đi chú có thấy không? Hả? Lúc chạy đi chú thấy không? Có thấy. Dạ. Thấy hai một thằng bảo vệ nó cầm cái ghế. Cầm ghế kia kìa. Là nó chạy theo lên ra cái xe kia. Cái xe tải á. Là nó rút chung ra nữa. Chúng ra nó chạy xe, nó chạy về bên Long Thành rồi. Thấy không? Dạ, cảm ơn chú ạ. Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai, công an đang ráo riết truy bắt đối tượng. Suốt đêm qua và rạng sáng nay, các mũi trinh sát công an vẫn đang lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng nổ súng cướp hơn 500 triệu đồng ở phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa hơn 9 giờ sáng mùng 9 tháng 9. Tin từ công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vẫn chưa bắt được đối tượng cướp ngân hàng. Phía công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cướp vào chiều tối mùng 8 tháng 9. Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai phối hợp công an thành phố Biên Hòa, công an huyện Long Thành trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường đối tượng tháo chạy để lần theo dấu vết. Bước đầu nhận dạng qua các camera, đối tượng mặc quần dài đen, áo khoác đen, giày đen, nón bảo hiểm đen che kín mặt, đối tượng hơi thọt chân phải, khả năng thuận tay trái, phương tiện xe số, khả năng Sirius che biển số, súng ngắn, khả năng súng rulo. Như đã đưa tin, gần 15 giờ chiều mùng 8 tháng 9, khi người dân đang đến giao dịch tại ngân hàng này thì một nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đi bộ vào khu vực quầy giao dịch. Tại đây, đối tượng giơ súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên và xông vào quầy lấy tiền. Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chạy bộ qua bên kia đường quốc lộ 51 để lấy xe máy tẩu thoát hướng về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Tùng, người dân có mặt tại hiện trường cho biết, do đối tượng có sử dụng súng nên khi phát hiện sự việc nhiều người đã hoảng loạn, bỏ chạy. Một số nhân viên và người dân có mặt cũng không dám tiếp cận gần đối tượng. Khi đối tượng chạy bộ qua bên kia quốc lộ 51, một số người đuổi theo nhưng đối tượng nhanh chóng lấy xe tẩu thoát. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đâu có tiền mà em đùa. Em lấy cho anh cái điện thoại. Đâu có chạy đi đâu, bây giờ ra xử lý hậu quả thôi, lấy tiền để chạy mất rồi. Anh nghe đây. Không, anh ơi. Bây giờ bên chỗ chắc trinh sát hình sự đang xuống. Anh như bán kiên rồi, bây giờ đang quay lại cái video của vụ cướp, anh chuyển lên trên cho nhóm. Báo lúc khoảng 14 giờ 40 đó.
thì xảy ra lúc khoảng 14:38. 14:38.